Chào tất cả mọi người, mình là Ánh Dương đây. Chúc mọi người thật vui vẻ và thư giãn khi xem video của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Yêu mọi người. Lục Kích ngồi trên xe lăn ôm ngu tiểu mãn vào lòng, ngu tiểu mãn mở mắt ra kinh ngạc nhìn Lục Kích. "Lục Kích, ngươi sao lại?" Lục Kích ánh mắt gợn sóng không hiểu nhìn ngu tiểu mãn. "Ngươi vì sao?" Ngu tiểu mãn không dám nhìn Lục Kích lắp bắp nói. "Ngươi, ngươi nói trước." Lục Kích nhìn cậu một lúc rồi đáp, "Ta tới tìm đồ." Ngu tiểu mãn ngơ ngác nói, ta cũng vậy, cậu cười một cách ngượng ngùng, vậy thì trùng hợp ghê. lục kích khẽ mỉm cười, ừm, ngu tiểu mãn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. nói ra thì đây là lần thứ ba mình ngồi trên đùi lục kích rồi, lần đầu là không cẩn thận trượt ngã, té vào trong lòng hắn. cậu nhớ lại cảnh tối hôm qua hai người chiến miên, cậu trên người hắn khẽ rên. lục kích, ừm a, à. thực ra lần thứ hai là đêm trước, mở hai chân ngồi lên đùi hắn, vặn đến eo đau chân mềm. lúc đó hai người cơ thể không mảnh và lục kích dịu dàng nhìn cậu cậu lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên đặt lên môi lục kích một nụ hô sâu ưm ừ, nghĩ đến đây hai má ngu tiểu mãn đỏ bừng cậu xấu hổ cúi mặt xuống ta vẫn là đứng dậy trước đi lục kích ôm chặt lấy eo cậu hắn cúi mặt xuống hôn lên môi ngu tiểu mãn ngu tiểu mãn xử người kinh ngạc mở to mắt nhìn lục kích hắn vì sao lại hôn ta là vì chặn miệng ta để ta ngồi yên đừng động đậy sao một lúc sau ngu tiểu mãn yếu ớt nói cái đó người tuần tra bên ngoài hình như quay về rồi lục kích nhìn cậu khẽ ừm một tiếng ngu tiểu mãn đứng bật dậy khỏi người lục kích để ta vào đi, ta hành động thuận tiện hơn. Ngươi thủ ở bên ngoài, có chuyện gì liền, thì học tiếng mèo kêu, ta lập tức đi ra. Giống như vậy, ngu tiểu mãn làm bộ dáng chú mèo con, mèo, cậu nhìn lục kích hỏi. Thế nào, học được chưa, lục kích xấu hổ lỗ tao đỏ bừng quay mặt đi không dám nhìn vào mắt cậu, rồi. Ngu tiểu mãn cẩn thận chậm chậm đi vào bên trong phòng, cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vân La đang ngủ, ngu tiểu mãn lần sờ tay xuống gối của Vân La, ừm. Hình như tìm được chứng cứ rồi, Vân La nằm trên giường xoay người nói mớ, thiếu ra đừng, ngu tiểu mãn giật nảy mình lùi lại phía sau vân la nằm trên giường vẫn tiếp tục nói mớ thiếu ra đừng mà ưm a à. ngu tiểu mãn thấy vân la không có dấu hiệu tỉnh lại thì cậu vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm nhìn tờ giấy rơi dưới đất ngu tiểu mãn tò mò đây là cái gì đêm khuya trong tiểu viện ngu tiểu mãn đưa cho lục kích tờ giấy mờ cậu nhặt được trong phòng vân la tùy cơ hành động làm chuyện gì chứ lục kích lắc đầu đáp không rõ nữa ngu tiểu mãn nhìn những bột trắng trong tờ giấy khó hiểu lục kích vuốt ve má cậu dịu dàng nói đừng động ngu tiểu mãn xấu hổ lảng tránh ánh mắt lục kích không cho động ngươi nói là được rồi không cần đích thân động tay lục kích nhìn cậu vô cùng hối hận nói đêm trước đường đột rồi ngu tiểu mãn trong lòng có chút xúc động chuyện còn chưa tra rõ mà ngươi đã tạ lỗi hai lần rồi nói ra là ta được lợi đi cậu nghĩ thầm trong lòng đêm trước thực ra đều là ta tự nguyện lục kích bị hạ thuốc hoặc là không nhớ nữa nhưng ta nhớ rất rõ bản thân quấn quýt bên người hắn như thế nào ngu tiểu mãn cố gắng đè nén cảm xúc lại đưa cho lục kích chỗ bột phấn yên tâm đi ta không để trong lòng chuyện này nữa. Ngươi tìm người đem bột thuốc đi kiểm chứng đi, ta để nửa bao bột thuốc ở chỗ Vân La, nếu xác định là mị dược, là có thể lấy được bằng chứng rồi. Sáng sớm hôm sau, Ngu Tiểu Mãn đẩy xe lăn đưa lục kích đến tiền sảnh đúng lúc mọi người đang dùng bữa, nhìn thấy hai người đến phùng mạn oánh châm chọc lên tiếng. Hôm nay Khải Chi muốn đến tiền sảnh dùng bữa, sao không có ai báo trước một tiếng, còn không mau chuẩn bị bát đũa cho Khải Chi và Mộng Liễu. Lục kích ngắt lời bà ta lạnh nhạt nói, không cần. Hôm nay ta đến là có lời muốn nói, đoàn hoành, đoàn hoành hiểu ý túm vân la bị trói chặt ép quỳ xuống đất vân la sợ hãi hốt hoảng nói ngươi đang làm cái gì thả ta ra lục kích liếc nhìn mọi người trong phòng một lượt lạnh lùng nói chuyện liên quan tới trong sạch của tiểu mãn chiếm chút thời gian của các vị để làm chứng bớt cho ngày mai lại đồn tin lung tung làm trong phủ không được yên ổn rồi hắn nhìn liếc nhìn vân la quỳ dưới đất thuốc hôn đó là vân la hạ không phải tiểu mãn phùng mạn oánh không tin nhíu mày chất vấn lục kích khải chi ngươi nghĩ cho kỹ cho dù là thiên vị tức phụ cũng không thể tùy tiện bắt hạ nhận chịu tội thay nhị phòng phu nhân bên cạnh cũng hùa theo lên tiếng đúng đấy lục gia chúng ta không được dùng chưa bức ép nhận tội vu oan giá họa lục kích ánh mắt sắc lạnh nói phải tra rõ ràng rồi ta mới nói như vậy đây là dược phấn vừa lục soát được ở dưới giường của vân la đã được kiểm chứng xác thực có tác dụng thuốc tình ngoài ra ta còn tra được nguồn gốc của thuốc này cho mời ông chủ bán thuốc tới lục kích nhìn ông chủ tiệm thuốc hỏi ông chủ phiền ông xem thử ở đây có người từng mua thuốc này ở chỗ ông không ông chủ tiệm thuốc chỉ tay vào vân la giọng nói chắc nịch là cô ta mua thuốc này đa phần là vì nam tử hôm đó thấy một cô nương như cô ta nói muốn thuốc này nên đã nhìn nhiều hơn cho dù cô ta lấy khen che mặt ta cũng có thể nhận ta cô ta qua đôi mắt vân la sợ hãi giảo biện đổ tội cho ngu tiểu mãn ta à, ta quả thật có mua thuốc này nhưng là là mua cho đại thiếu nãi nãi ngu tiểu mãn nhìn vân la không dám tin chất vấn vân la tỉ tỉ ta tự nhận ngày thường đối xử với ngươi không tệ cũng chưa từng kết oán với ngươi tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác muốn hãm hại ta đoàn hoành lúc này liền lên tiếng vân la chuyện tới nước này ngươi còn muốn vu khống đại thiếu nãi nãi canh hôm đó chính là ngươi đưa cho đại thiếu gia sau khi đại thiếu gia cảm thấy không đúng nên đã tránh ở chỗ yên tĩnh lúc ngươi đến dọn bát canh phát hiện không thấy người sắc mặt rất khó coi nghe đến đây lục lão ra giận dữ đập mạnh tay xuống bàn hạ nhân làm ra chuyện bẩn thỉu này còn đổ tội lên đầu chủ tử nào có lý đó vân la sợ hãi nước mắt chảy xuống tỏ ra đáng thương kêu oan nô tỳ bị oan nô tỳ dám thể với trời quả thật đã thấy đại thiếu nãi nãi cho đồ vào trong canh của đại thiếu gia không chỉ một mình ta thấy, thân ma ma, thân ma ma cũng từng thấy, thân ma ma quỳ dưới đất vội nói, lão nô quả thật từng thấy đại thiếu nãi nãi trốn mọi người thêm đồ vào trong canh của đại thiếu gia. Sáng hôm đó đại thiếu gia cũng đã lục soát ra thứ thuốc kia ở trên người đại thiếu nãi nãi, lúc đó chỉ có hai người ở trong phòng, không ai nhúng tay vào. Phùng Mạn oánh nhìn ngu tiểu mãn hỏi, "Mộng Liễu, Vân La và thân ma ma đều nói thấy ngươi hạ thuốc vào trong canh của Khải Chi, ngươi nói xem đây là chuyện gì?" Ngu tiểu mãn không biết giải thích thế nào lắp bắp nửa ngày, "Ta, à, ta..." À, đó không phải thuốc kia đó là lục kích thấy cậu khó xử liền đứng ra ra ơ thích cho cậu đó là thuốc bổ tiểu mãn chuẩn bị cho ta hắn biết chân ta tàn tật đã lâu giấu bệnh sợ thuốc hắn tìm thuốc bổ cho ta nhưng lại sợ ta không chịu dùng nên đã trộn vào trong canh cho ta uống lục kích nắm lấy tay ngu tiểu mãn dịu dàng nói tiểu mãn thật lòng với ta lại phải chịu vu khống cho nên hôm nay nhân lúc mọi người đều ở đây ta đến làm chủ trả lại trong sạch cho hắn một lúc sau trong phủ liền vang lên tiếng hét sợ hãi cầu xin đừng bán ta ta sai rồi ta sai rồi nhìn vân la ôm đồ rời đi ngu đào bên cạnh ngu tiểu mãn hừ lạnh một tiếng vân la không cam lòng túm chặt lấy tay ngu tiểu mãn dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta hầu hạ hắn lâu như vậy hắn cũng không nhìn ta một cái ngươi là cái thá gì lại cướp vị trí vốn thuộc về ta ngu tiểu mãn nhìn à ta lạnh giọng nói đây không phải lý do để ngươi hại người vân la cười giễu cượt ta hại ngươi ta rõ đang giúp ngươi mà tốn công sức mưu toan lâu như vậy đến cuối cùng lại để ngươi nhặt lợi ngu đào không nghe nổi nữa liền giận dữ đẩy mạnh vân la một cái người ngu tiểu mãn không muốn để ý à ta nữa liền xoay người vào trong tiểu đào mặc kệ cô ta chúng ta đi vân la thấy ngu tiểu mãn không để ý đến mình thì càng tức giận hơn hét lên ngươi tưởng đại thiếu gia giúp ngươi chính là có ý với ngươi sao đừng nằm mơ nữa hắn có người hắn thích chính là tiểu thư thẩm gia như trích tiên kia hắn mới không muốn thành thân không chịu chạm vào người nam nhân mà si tình nhất mà cũng bạc tình nhất ta ở bên cạnh hắn nguyên ba năm bây giờ hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ ta ngu tiểu mãn dừng bước chân lại phía sau giọng vân la vẫn truyền đến lục phủ rộng lớn này không đơn giản như ngươi nghĩ hắn giúp ngươi đâu phải là không giúp chính hắn ngu tiểu mãn im lặng mím chặt môi giọng nói của vân la vẫn văng vẳng bên tai cậu đợi có một ngày mất đi sự bảo vệ của hắn ngươi tưởng chỉ dựa vào ngươi còn có thể ở lại đây sống tạm mấy ngày nhiều ngày sau đoàn hoành nhìn lục kích báo cáo tướng quân ta đã làm theo căn dặn của ngài đã phái người âm thầm trong chừng phùng ra ở kinh thành lục kích cau mày thầm nghĩ vân la gây chuyện Phùng Mạn Oánh không thoát khỏi có liên quan, nhưng lại không đủ chứng cứ, không thể lôi Phùng Mạn Oánh ra, nghe thuộc hạ báo cáo hắn lạnh giọng đáp, "Được." Rồi lại rơi vào trầm tư, nếu hôm đó Vân La hạ thuốc thành công, theo quy định trong phủ ít nhất sẽ nâng lên làm thiếp, bên cạnh nếu bị gài một người như vậy, đúng là đáng sợ. Đoàn Hoành bên cạnh thấy sắc mặt Lục Kích có vẻ không tốt liền hỏi, "Tướng quân, ngươi đã mấy ngày không về phủ rồi, hôm nay muốn về dùng bữa tối không?" Lục Kích nghe vậy thở dài một tiếng khẽ, "Ừ, đêm khuya." nhìn một bàn đầy thức ăn ngon thái phu nhân lục gia gấp cho ngu tiểu mãn thức ăn tiểu mãn ăn nhiều thịt vào xem người gầy chưa kìa nãi nãi nhìn mà cũng đau lòng ngu tiểu mãn gấp một miếng cho vào miệng cảm động hai má phùng lớn đáp nãi nãi đừng đau lòng ta sẽ cố gắng ăn mập thái phu nhân lục gia thấy lục kích cuối cùng cũng về thì lên tiếng binh vực ngu tiểu mãn ơ ờ, đây không phải khải chi rất bận rộn của chúng ta sao cuối cùng cũng có thời gian đến thăm nãi nãi rồi hả lục kích biết thái phu nhân lục gia đang không vui liền lên tiếng giải thích gần đây công vụ bận rộn vẫn mong nãi nãi lượng thứ ngu tiểu mãn ngẩng mặt lên nhìn lục kích mấy ngày không gặp ân công thái phu nhân lục ra mỉm cười nói vừa nãy ta còn bảo tiểu mãn trong chừng đừng để ngươi học hư theo đám công tử kia đến trốn trăng hoa tìm kiếm niềm vui tiểu mãn nói ngươi bận không rảnh đến những nơi đó hai đứa đúng là tâm linh tương thông ngay cả lừa bà già cũng nghĩ ra cùng lý do ngu tiểu mãn xấu hổ vội giả thích hắn từng nói với ta đợt này bận thái phu nhân lục ra che miệng mỉm cười được 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 phu thê các ngươi một lòng rồi bà nhìn hai người nói khải chi đừng mải ăn của mình gắp thức ăn cho tức phụ của ngươi đi lục kích nghe lời gắp vào đĩa cho ngu tiểu mãn một miếng thịt cá thịt cá này chắc không có xương ngu tiểu mãn sợ hết hồn nhìn miếng cá trong đĩa của mình thịt thịt cá thái phu nhân nhìn lục kích không hài lòng nói khải chi ngươi làm phu quân ngươi ta thế nào vậy tiểu mãn thích cái gì cũng không biết lục kích không hiểu ngơ ngác nhìn thái phu nhân thấy lục kích bị trách mắng ngu tiểu mãn không đành lòng liền nhắm mắt nhét miếng cá vào miệng ta thích ăn cá ừm ngon lắm cậu thầm xin lỗi trong lòng cá con xin lỗi nha dùng xong bữa thái phu nhân lục ra ghét bỏ đuổi lục kích đi khải chi có việc thì đi trước đi tiểu mãn ở lại thất nút kết cùng ta lúc hai người đang thất nút kết thì đột nhiên ngu tiểu mãn bỗng che miệng buồn nôn ư ừ, thái phu nhân lục ra thấy vậy thì quan tâm hỏi tiểu mãn ngươi sao vậy không phải là có rồi chứ lang trung mau mời lang trung tới ngu tiểu mãn nghe vậy thì giật bắn mình vội xua tay nói không có không có không phải có thai nãi nãi ta chỉ là gần đây mũi bị dị ứng người thấy mùi cá tanh thì không thoải mái thái phu nhân lục ra mỉm cười đau lòng nhìn ngu tiểu mãn đứa nhỏ này không thích ăn cá thì nói thẳng với khải chi không cần giả vờ trước mặt ta ngu tiểu mãn nhìn lão phu nhân giải thích hắn rất tốt với con bình thường không khiến con thiếu ăn thiếu mặc có người bắt nạt con cũng sẽ ra mặt cho con hắn thật sự rất tốt thái phu nhân chỉ vào nút kết trên tay ngu tiểu mãn nói lát thắt cái này lên đai lưng của khải chi hắn sẽ thích ngu tiểu mãn mặt mày ủ rũ nhìn thái phu nhân hắn không thích ta tự làm chủ thái phu nhân lục ra thở dài nhìn cậu ngươi chưa hỏi sao biết hắn không thích Hắn à, trước kia không phải như vậy, trước kia hắn thích cái gì, ghét cái gì, đều sẽ viết lên trên mặt, sau này sinh mẫu của hắn mất, lại bị thương ở chân trên chiến trường, cả người đều đã thay đổi, biến thành dáng vẻ không hiện buồn vui, không còn tư giao tự tại như trước, ngu tiểu mãn rũ mắt xuống, đúng vậy, rất nhiều lúc mình thậm chí còn không thể coi lục kích 15 tuổi và lục kích hiện giờ là cùng một người, thái phu nhân vỗ vai động viên ngu tiểu mãn, dù thay đổi thế nào, bản chất cũng không đổi, cho dù tính tình hắn thay đổi, trong xương vẫn như cũ, hắn chỉ là dấu vui buồn yêu ghét lại, không để người khác dễ dàng thấy được. Lần này khiến ngươi chịu ấm ức, hắn nhất định còn tự trách hơn ai cả. Sau khi rời khỏi phòng của thái phu nhân lục ra, ngu tiểu mãn thẫn thờ đi dạo một mình. Nhìn con ốc sen chậm chạp bò trên lá cây cậu liền ngồi nhìn nó hỏi, nhóc con, vỏ trên lưng có phải rất nặng không, có phải ân công cũng giống như nhóc. Từng chịu quá nhiều tổn thương, cho nên thả cõng cái vỏ nặng nề tiến về phía trước, để lúc gặp nguy hiểm có thể giấu bản thân lại không, chỉ cần chữa khỏi chân của hắn là có thể khiến hắn không cần sống trong nguy hiểm như vậy nữa hắn sẽ lại muốn cười thì cười như trước đây sao trời bắt đầu mưa lớn ngu tiểu mãn ngồi dưới trời mưa dường như không cảm nhận được cậu vẫn ngồi chăm chú nhìn con ốc sên chậm chạp bò lục kích cầm chiếc ô đi đến che chắn cho cậu ngu tiểu mãn lúc này mới nhận ra Ê, mưa rồi ư mưa lúc nào vậy sao mình cậu quay người lại nhìn người che dù cho mình liền giữ người lục kích cầm dù cố gắng che cho cậu hai người chăm chú nhìn nhau dưới cơn mưa đêm khuya trong tiểu viện lục kích ngồi ngâm mình trong bồn tắm bên ngoài ngu tiểu mãn cầm y phục của lục kích trên tay thầm nghĩ y sam của lục kích cũng ướt rồi thì ra vừa rồi hắn dầm mưa lâu như vậy cây dù kia cũng quá nhỏ thấy tiếng động đằng sau cậu liền quay đầu lại nhìn thấy lục kích tắm xong cậu liền dịu dàng quan tâm nói ta ta giúp người lau tóc lục kích nhìn cậu khẽ đáp được ngu tiểu mãn lấy khăn lau tóc lục kích vừa lau cậu vừa nói đúng rồi lúc ngươi không ở đây vân la bị bán ra ngoài rồi nàng ta tốt xấu gì cũng theo ngươi ba năm nếu ngươi còn có lời muốn nói với nàng ta lục kích nhẹ nhàng ngắt lời cậu không có từ khi nàng ta động tâm tư ta đã không còn gì để nói với nàng ta nữa rồi ngu tiểu mãn nghe vậy thì ừ một tiếng không khí yên lặng kéo dài có chút ngượng ngùng xa cách nhiều ngày lại ở chung một phòng với ân công cảm giác nhiều thêm một chút ngượng ngùng một lúc sau lục kích đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng xin lỗi lần trước bị người hạ dược dễ dàng nghe lời vu khống định tội ngươi là ta thiếu sơ suất trong giám sát nếu có thể khiến ngươi hết giận muốn chém muốn giết toàn bộ nghe ngươi hắn liền rút kiếm ra đưa cho ngu tiểu mãn ngu tiểu mãn vội đưa lại thanh kiếm cho lục kích đừng ngươi đừng như vậy nếu ngươi thật sự muốn làm chút gì đó khiến ta hết giận cậu liền giơ dây kết mới đan lên cho lục kích xem đây thắt cái kết xấu này ở đây hai tháng không được cởi coi như là trừng phạt lục kích nhìn chiếc dây kết trước mặt tò mò hỏi cái kết này là dùng để đựng thứ gì ngu tiểu mãn nghĩ thầm trong lòng thái phu nhân từng nói lục kích luyện võ từ nhỏ cha mẹ đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc hắn hầu như chưa từng tiếp xúc với thứ trẻ nhỏ bình thường hay chơi ngày lễ ngày tết cũng không thể nghỉ ngơi vì vậy hắn không biết các hài đồng khi đón đoan ngọ dùng cái kết này để đựng trứng chim cũng không kỳ lạ ngu tiểu mãn nhìn lục kích nói đây là dùng để đựng quà mừng thần tiên trên trời tặng ngươi đêm khuya trong phòng ngủ ngu tiểu mãn và lục kích nằm trên giường ngủ say ngu tiểu mãn nằm mơ thấy cảnh trong quá khứ một bàn tay nhẹ nhàng thả con cá xuống biển tại ta không biết nặng nhẹ làm rớt mất một cái vẩy cá của ngươi lục kích liền lấy một con dao nhỏ ra cắt ngón tay của mình ta cắt một miếng thịt của mình để đền tội vậy ngu tiểu mãn liền mở mắt tỉnh dậy nhìn lục kích ngủ say bên cạnh mộng cảnh vừa rồi là sự thật từng xảy ra 15 năm trước gần như trùng lặp với một màn mấy canh giờ trước lục kích thay đổi rồi lại giống như không thay đổi nếu lục kích năm 15 tuổi và lục kích bây giờ đồng thời xuất hiện mình sẽ nhận định người nào đây đáp án sớm đã được vén mở lúc so sánh hai người lục kích năm 15 tuổi với mình mà nói là anh hùng mình ngưỡng mộ hướng đến trong 7 năm dệt lên vô số mộng cảnh hoàn mỹ cho hắn chờ mong hắn thăng chức nhanh như diều gặp gió khiến mình tiếp tục ngẩng đầu theo dõi mà lục kích bây giờ đối với mình mà nói là một người có máu có thịt hắn biết suy sụp mất mát biết xúc động phát tiết biết vô duyên vô cớ dựng lên sự cảnh giác với người khác nhưng hắn cũng phân rõ thiện ác khiêm tốn lễ độ sẽ chịu đòn nhận tội giống như trẻ con biết cầm một cây dù che chắn cho mình trong mưa ngu tiểu mãn nằm xuống khẽ chạm lên mũi lục kích mà ngoại trừ ngưỡng mộ và hướng đến mình còn tán thưởng hắn đau lòng cho hắn thậm chí tâm duyệt hắn ngu tiểu mãn chạm lên chót mũi lục kích khẽ thì thầm nếu như ta động tâm tư với ngươi ngươi sẽ vứt ta ra ngoài sao một câu cũng không muốn nói với ta ngu tiểu mãn đau lòng bật khóc nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào ngoại trừ báo ơn ta còn muốn sống đến già với ngươi nửa tháng sau phủ tướng quân lục kích trầm mặc nhìn dây kết mà ngu tiểu mãn tặng trong tay hai người ngồi trước bàn ăn nhỏ dùng bữa ngu tiểu mãn nhìn lục kích nghĩ thầm không ngờ nửa tháng này lục kích thật sự vẫn luôn đem theo túi lưới kia bên người tối qua nhân lúc hắn ngủ mình không nhịn được sửa lại túi lưới để trông nói không xấu xí như vậy ngu tiểu mãn nhìn lục kích nói hôm qua ta có sửa túi lưới như vậy đem ra ngoài không tới mức mất mặt cậu liếc nhìn dây kết hoa mai treo trên thanh kiếm thẩm mỹ nhưng vẫn không đẹp bằng cái kết hoa mai người khác tặng hắn lục kích cúi mặt xuống đáp ban đầu cũng không mất mặt ngu tiểu mãn xấu hổ hai má đỏ bừng dùng bữa xong ngu tiểu mãn lại ra con suối nhỏ nhìn những chú cá bơi tung tăng dưới nước thì thầm tiểu giáp tiểu ất các ngươi đừng giận nữa ăn cá là bất đắc dĩ một miếng nhỏ chỉ một miếng nhỏ lát sau đã nhổ ra rồi chú cá nhỏ dưới ao tức giận hừ lạnh một tiếng rõ ràng chính là vì lục lang của ngươi sẽ có một ngày lục lang của ngươi sẽ bắt hai bọn ta đi giết để ăn ngu tiểu mãn hột hoảng vội xua tay không đâu lục lang không phải loại người đó lúc trước các ngươi còn giúp hắn tìm cái kết hắn sẽ nhớ ân tình này hai chú cá dưới nước càng tức giận hơn hắn cũng không biết cái kết là ai tìm nếu mà biết nói không chừng còn tưởng hai bọn ta là lý ngư tinh càng muốn hầm lên ăn ngươi cũng cẩn thận chút con cá ngốc nhà ngươi trắng trẻo lại dễ bat nạt không chừng ngày nào đó hắn sẽ thế này thế kia ăn sạch sẽ ngu tiểu mãn câm nín cả mặt đỏ bừng ăn cậu nhớ lại cảnh chiến miên của hai người cậu còn trên cơ thể hắn riêng gì từng tiếng ngu tiểu mãn nghĩ thầm trong lòng ăn cái gì lục kích không phải sớm đã ăn rồi sao còn là mình tự dâng lên tận cửa có điều lúc đó hắn cũng rất ra sức hôn mình bóp eo của mình thế này thế kia còn ngu tiểu mãn quay đầu lại lén nhìn lục kích đang nhắm mắt dưỡng thần đằng sau nhét cho mình cả bụng cá con đúng lúc này thẩm hàn vân đi đến nhìn hai người ồ một tiếng hai người đang hóng mắt sao đúng lúc ta mang dưa hấu hạt đen ruột đỏ qua đây chúng ta ăn chung đi ngu tiểu mãn đi đến nhận lấy quả dưa trong tay thẩm hàn vân ta đi bổ rồi bưng ra cho các ngươi nhìn dáng vẻ vui vẻ đội dưa lên đầy chạy đi của ngu tiểu mãn thẩm hàn vân mỉm cười nhìn theo hắn mấy tuổi rồi sao giống như trẻ con vậy lục kích lạnh nhạt trả lời 18 rồi thẩm hàn vân bình tĩnh kể lại vậy cũng sấp xỉ lần đầu ta gặp hắn hắn còn chưa lớn tay nhỏ đuôi nhỏ ờm ừ, tay nhỏ chân nhỏ cũng không biết nói chuyện hỏi cái gì cũng không ho he Lục Kích nghe vậy thì trong lòng bất giác ghen tị, trước mặt ta, hắn rất thích nói chuyện, Thẩm Hàn Vân mỉm cười hỏi Lục Kích, "Vậy sao? Thứ lần trước nói muốn xin của ngươi, không biết ngươi cân nhắc thế nào rồi?" Lục Kích nhíu mày lạnh lùng nói, "Hắn không phải đồ vật." Một lúc sau ngu tiểu mãn bê đĩa dưa lớn ra, cậu cầm một miếng lên ăn thích thú liên tục khen ngợi, "Oa, Thẩm đại ca, những năm này đi tới nhiều nơi ghê, vừa là mạc bắc tuyết bay đầy trời, vừa là giang nam cầu nhỏ nước chảy, tốt thật." Thẩm Hàn Vân nhìn ngu tiểu mãn nói, "Đợi nắng nóng qua đi, ngươi và ta cũng có thể đi cùng nhau, ngươi muốn đi đâu, ta sẽ dẫn ngươi đến đó. Ngu Tiểu Mãn nghe vậy thì rất vui, nhưng nhìn Lục Kích bên cạnh cậu lại cúi mặt xuống từ chối, không được. Lục Lang còn ở đây, Thẩm Hàn Vân chưa từ bỏ tiếp tục khuyên cậu, ta chỉ cảm thấy ngươi không nên bị gò bó ở nơi này. Lục Kích trầm mặc không lên tiếng. Ngu Tiểu Mãn mỉm cười nhìn Thẩm Hàn Vân, đâu có gì mà nên với không nên, hắn cần ta một ngày thì ta sẽ ở bên hắn một ngày. Chẳng mấy chốc trời đã tối, Ngu Tiểu Mãn lên tiếng, Thẩm đại ca phải đi rồi sao? Ta tiễn Thẩm đại ca ngu tiểu mãn hơi say lảo đảo đi đằng sau tiễn thẩm hàn vân thẩm hàn vân đi đằng trước nói xe ngựa của ta ở ngay ngoài cửa bây giờ đi còn có thể bắt được đom đóm cạnh ao nước trong phủ ngu tiểu mãn thích thú oa một tiếng bắt đom đóm chơi vui đấy nhìn bóng dáng hai người đi cùng nhau lục kích đằng sau ánh mắt buồn bã sau khi hắn thấy thứ tốt hơn có còn trở về nữa không lục kích cầm dây kết trên tay lẩm bẩm một mình hắn không nên bị gò bó ở nơi này có lẽ thẩm hàn vân nói đúng một lúc sau ngu tiểu mãn trở về cậu đẩy mạnh cửa phòng ra gọi lớn lục lang trong tay cậu cầm một chiếc đèn lồng nhìn lục kích vui vẻ nói ta về rồi lục kích nhìn thấy ngu tiểu mãn cuối cùng cũng về thì khóe môi khẽ mỉm cười cảm ơn các bạn đã xem video của mình nếu thấy hay hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nhé đây sẽ là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành lâu dài hơn nữa chân thành cảm ơn mọi người chúc mọi người có một ngày vô cùng vui vẻ